chào, Quang Huy xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn đang theo dõi chương trình My Bus Your Show, và chương trình của chúng ta được phát đều đặn vào lúc 20 giờ tối thứ hai hàng tuần trên các nền tảng của báo Thanh Niên cũng như là kênh YouTube iHayTV. Và thưa tất cả quý vị, như thường lệ với chuyến xe buýt này, chúng ta sẽ cùng chào đón một vị hành khách đến với chương trình. Và ngày hôm nay là một người bạn Huy rất là trân quý và cũng rất là vui khi bạn của mình đã dành thời gian đến đây tham gia cùng với chương trình, và hãy cùng chào đón Thúy Vân. Xin chào Thúy Vân. Hello bạn, xin chào tất cả mọi người. Và Vân rất là vui khi mà có mặt trong chương trình My Bus Your Show ngày hôm nay. Bây giờ mình gọi bạn mình là ca sĩ Thúy Vân mọi người ạ. Phong cách cũng khác đúng không? Dạ đúng rồi, nhìn thấy khác hẳn, tươi mới hơn rất là nhiều. Và Thúy Vân thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì tất cả một vị hành khách nào bước lên chuyến xe này đều phải có một câu tuyên thệ. Tuyên thệ hả? Đúng, câu tuyên thệ nội dung như sau: tôi là ca sĩ Thúy Vân và tôi xin thề sẽ dùng đủ mọi cách để bước xuống được chuyến xe này. Ừ, ok. Thì hết thời lượng thì xuống thôi đúng không? Không có, phải vượt qua được thử thách cuối cùng của chương trình thì mới xuống. Ok. Rồi, tôi là ca sĩ Thúy Vân và tôi xin thề sẽ dùng tất cả mọi cách để bước xuống được khỏi chuyến xe bão táp này. Okay, tuyệt vời. Và bạn mình đã hứa rồi, vậy thì bây giờ còn chờ đợi gì nữa? Mời tất cả quý vị sẽ cùng đến ngay với phần đầu tiên, cửa đỏ. Quý vị thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với My Bus Your Show và đây chính là cánh cửa đỏ. Và như thường lệ thì với cánh cửa đỏ này, con Huy luôn có một câu hỏi dành cho vị hành khách của mình. Cuộc sống thời điểm hiện tại của Thúy Vân hạnh phúc chứ hả? Dạ. Cũng được. Về cửa đỏ mà cái đồng đỏ lén là tôi biết rồi. Và về tất cả mọi thứ thì Huy thấy rằng ngay lúc này đây thì Thúy Vân đang làm rất tốt những công việc và những sứ mệnh của mình. Đây là một cái điều cũng rất là vui cho người bạn của mình . Nhưng mà nếu mà nói về cái màu đỏ ở đây thì cái điều mà Vân thấy là Vân hạnh phúc nhất, Vân may mắn nhất đó là gì? Chắc tôi nghĩ là cái sự may mắn nhất của tôi là tôi được thử nhiều thứ. Tôi được thử nhiều thứ mà khi mà tôi thử thì khán giả đón nhận và những người xung quanh lại rất là ủng hộ điều đó. Và thật ra đối với tôi thì cái sự thành công hay là gì nó sẽ không quan trọng bằng cái việc là tôi đang làm được cái mà tôi thích. Thì mỗi khi mà mình làm được cái điều đó là mình cảm thấy mình giống như mình tiếp thêm cái sức sống á. Lúc nào mình cũng cảm thấy là mình trẻ, xong rồi mình tươi mới, mình có năng lượng, mình làm tất cả mọi thứ. Thì chắc có lẽ đó là một cái điều mà tôi cảm thấy là rất là may mắn luôn. Tại vì khi mà tôi làm với Inspire by She hay là những cái cơ hội khi mà tôi đến với các trường và gặp các bạn sinh viên hoặc là những bạn nữ khác chẳng hạn, thì đôi lúc vì cuộc sống mà các bạn đang chưa có nhiều sự lựa chọn và các bạn không được trở thành ai mà các bạn mong muốn. Thì cái đó là một cái điều mà thật ra làm cho tôi rất là đau lòng luôn. Tại vì tôi nghĩ là cái điều quan trọng nhất là khi mà mình sinh ra, mình sống ở trên cuộc sống này thì mình phải được trở thành ai mà mình muốn. Cho nên tất cả những cái gì mà tôi làm với Inspire by She hay là làm trong cái suốt hành trình vừa qua, một phần là nó cho bản thân tôi, mà một phần là tôi cũng muốn truyền cảm hứng cho mọi người là mọi người có thể trở thành ai mọi người muốn. Và sẵn tiện khi mà Vân nói về Inspire by She thì Huy thấy có một cái điều này cũng rất là hay ở Thúy Vân, đó là câu chuyện truyền cảm hứng. Thúy Vân luôn luôn có một cái sứ mệnh đó, và bên cạnh đó là sứ mệnh tôn vinh nữ quyền nữa. Nhưng mà là bạn của Vân lâu rồi nhưng mà Huy chưa có biết rằng là cái sứ mệnh đó nó hình thành từ trong suy nghĩ của Vân từ khi nào. Thật sự hình thành á thì Inspire by She khoảng năm 2019. Khoảng giữa năm 2019 là khi mà mình thấy là qua một cái khoảng thời gian mà mình đã làm với rất nhiều quỹ khác nhau, mình bắt đầu mình nhen nhóm ý tưởng mình làm sao để mà mình có thể lan tỏa theo cái cách riêng của mình. Thì thật ra ban đầu Inspire by She chỉ bắt đầu là một trang tin ở trên Facebook thôi. Có nghĩa là mỗi ngày Vân với lại các bạn ở trong team là sẽ chia sẻ một cái câu chuyện của một cái người phụ nữ truyền cảm hứng nào đó, có thể là những người rất là nổi tiếng, hoặc cũng có thể một câu chuyện ví dụ như là một nữ sinh đã tốt nghiệp đại học mặc dù là có nhiều khó khăn cản trở, những việc như vậy đó. Xong rồi dần dần cái tự nhiên mình thấy mọi người thấy là được ủng hộ nè, thì mình mới bắt đầu mình nghĩ là phải làm những cái điều thiết thực hơn. Thì bắt đầu là có những cái phần học bổng nè, xong rồi từ bước này qua bước nọ thì lại có những cái workshop và phát triển đến thời điểm hiện tại, cũng là mọi người đã biết đến Inspire by She như là một trong những quỹ về nữ quyền. Thật ra đến bây giờ thì Vân không có thích dùng cái từ nữ quyền nhiều, mà đối với Vân á, nó chỉ đơn giản là một nơi mà chúng ta cổ vũ và động viên cho cái giấc mơ của nhau thôi. Đó, tại vì nó bắt đầu từ cái câu chuyện ngày xưa khi mà Vân còn đi học á, thì mình cũng thuộc loại là hơi khác người.
Có nghĩa là Vân Vân là đầu tiên là biết tay trái là đã khác rồi. Và tất cả những cái sự lựa chọn trong cuộc sống của Vân nó cũng không có phải là đi theo một cái con đường như mọi người ấy. Có nghĩa là lúc đó mình đang là vận động viên taekwondo thì mình chuyển hướng sang mình học chuyên Anh xong cái mình lên mình lại chuyển hướng sang học nhạc cái kiểu. Thì thật ra là lúc đó mình không có phải là mình có nhiều bạn. Có nghĩa là hòa đồng thì rất là nhiều, nhưng mà để mình có thể chia sẻ sâu hơn về kiểu ước mơ của mình là gì hay là cuộc sống mình ra sao thì mình không thấy có nhiều cái sự tương đồng. Mà Vân Vân lại thấy cái sự tương đồng đó ở trong những trang sách, đặc biệt là những cái trang sách của những người phụ nữ mà truyền cảm hứng á. Lúc đó Vân nhớ Vân đọc là sách của mẹ Teresa nè, xong rồi sách của Marilyn Monroe. Và mình thấy trong những cái khó khăn thì họ vượt qua một cách dễ dàng như vậy. Tại sao những cái mà mình đang đối diện nó chỉ rất là đơn giản, nó rất là nhẹ nhàng mà mình lại cảm thấy mình buồn, xong rồi mình thất vọng. Thì khi mà những cái trang sách đó nó truyền cảm hứng cho Vân, thì đó là lý do tại sao mà Vân bắt đầu Inspire by She với một cái nó rất là đơn giản thôi, là biết đâu ở ngoài kia có những bạn nữ khi mà buổi sáng bạn thức dậy, bạn đọc Inspire by She thì bạn cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh cho một ngày của bạn hoặc là cho cái con đường của bạn đang đi. Rất là hay. Hôm nay Huy mới biết rằng là cái câu chuyện, cái sứ mệnh về truyền cảm hứng này nó đến với Vân như thế nào. Và mới biết luôn là mình là luôn luôn đi theo một cái hướng là hơi khác những người khác. Đi theo số đông thì mình không thích, mình đi theo cái hướng khác. Thì đó cũng là một cái điều mà tạo nên được cái tên tuổi của Thúy Vân thời điểm hiện tại. Không, nhưng mà biết cái đó là gì không? Đó là gì? Đừng quan không đi đi vô bụi rậm. Nhưng mà nó tạo được điểm nhấn và dấu ấn. Cho nên đó là cái lý do mà Huy thấy là ngày càng có rất nhiều bạn biết đến và yêu mến Thúy Vân. Ở đây Huy thấy cái sự yêu mến nó thể hiện rất là rõ ở chỗ là các bạn xem Thúy Vân, thực sự là những người bạn xung quanh Huy hay những bạn học trò của Huy khi đi dạy cấp 3, các bạn cũng có nhắc tới Thúy Vân như là một tượng đài về hình ảnh của một người phụ nữ rất là nghị lực và rất là thông minh và cũng rất là sắc sảo. Thì đây là một cái điều mà Huy thấy rất là hay, là Vân đã kéo mọi người đến gần hơn với mình bằng tri thức và những cái mà Vân đã có được. Và cụ thể thì mình mới thấy rằng là với cái vai trò debut vừa rồi của Thúy Vân, đó là ca sĩ với MV Trái Tim Yêu Thương, thì Huy cũng đã vào xem rất là nhiều những cái comment của các bạn. Thì Huy thấy rằng các bạn luôn luôn gửi đến những cái lời năng lượng tích cực truyền đến cho Thúy Vân. Và nếu mà nói về Trái Tim Yêu Thương đó nha, thì Vân nghĩ như thế nào về về điều này, về tình cảm của khán giả dành cho Vân? Vân nghĩ là cái sự thành công của Trái Tim Yêu Thương ở thời điểm hiện tại á, đầu tiên là nó ngoài cái sức tưởng tượng của Vân. Tại lúc đầu mình đặt mục tiêu là 24 giờ là được 1 triệu view, mà mình đã rất là sợ. Mình sợ chắc không được nổi đâu. Nhưng mà sau khoảng 14 tiếng, 15 tiếng là Vân được 1 triệu view. Và sau đó là lên top trending. Đó. Hình như thành tích cao nhất đến thời điểm hiện tại là top 15 trending. Đúng rồi. Thì mình kiểu wow, ok, cũng được đó, cũng được đó. Nhưng thật ra Vân thấy trong một tuần, trong một khoảng thời gian vừa qua với Trái Tim Yêu Thương đi, hai điều mà làm cho Vân vui nhất á, cái điều đầu tiên á là Vân làm được cái điều mà Vân muốn. Thật ra Vân đọc những cái comment thì Vân biết là sẽ có khen và có những người cảm thấy chưa được thuyết phục. Nhưng cái điều quan trọng nhất là mình dám làm. Và mình đã ok, đây là món ăn mà tôi đưa ra cho mọi người nè. Có thể mọi người thích, có thể mọi người chưa thích, nhưng nếu như vẫn còn có người thích thì tôi vẫn tiếp tục nấu. Đó là mình cảm thấy là mình được truyền thêm động lực. Tại vì có nhiều người ủng hộ và có nhiều người thích mình. Nhưng cái điều thứ hai mà quan trọng hơn á là Vân cảm thấy là Vân một phần nào đó nha, mình cảm thấy cái câu chuyện Trái Tim Yêu Thương này á, Vân cảm thấy là Vân truyền cảm hứng được cho các bạn. Nó không phải là một cái gì đó nó to lớn quá, nhưng ở đây đó chính là nếu như mà các bạn có tiếng nói của các bạn và các bạn chăm chỉ lao động, cố gắng làm sao để chúng ta cất lên cái tiếng nói đó một cách văn minh nhất thì mọi người sẽ công nhận. Tại vì chắc chắn là trước khi Trái Tim Yêu Thương ra thì Vân cũng lo chứ, không biết khi mà ra như thế này thì mọi người có một cái cách nhìn khác về Thúy Vân hay không, hay là mọi người có đón nhận hay không. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì Vân hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc. Tại vì mọi người đã đón nhận và mọi người hiểu vì sao mình làm Trái Tim Yêu Thương và mọi người công nhận cái điều đó, thì đó nó sẽ là một cái gọi là động lực đi. Động lực cho những bạn mà các bạn đang hàng ngày các bạn chứng minh các bạn đôi lúc trong cuộc sống có những cái điều không như ý đối với các bạn, nhưng các bạn vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước và đến một ngày nào đó thì những cái sự công nhận nó sẽ tới với các bạn.
Nhưng mà Vân biết không, là Huy có đọc những cái comment của các bạn ở phía dưới những cái phần mà video của Vân được phát, thì Huy thấy rằng có rất là nhiều bạn hay tới mức độ các bạn phân tích luôn cả mũi cảnh là ở đó có một cái hàm ý gì, mà không biết rằng có phải là Thúy Vân gợi gắm vào hay không. Thì sẵn tiện em Huy cũng muốn hỏi rằng là ý tưởng thực hiện cái MV lần này của mình là do Thúy Vân là người nghĩ ra hay là như thế nào? Ok, về ý tưởng của bài Trái Tim Yêu Thương này á, nó là cái sản phẩm của teamwork. Đầu tiên khi mà Vân riff cho tất cả mọi người á, là Vân muốn làm một bài hát về nữ quyền. Nữ quyền ở đây đó chính là một cái bài hát nó giúp cho mọi người cảm thấy tự tin hơn, và mọi người có thể thoải mái để thể hiện chính bản thân mình và thực hiện được ước mơ. Thật ra cái điều mà Vân nghĩ là cái sự may mắn á, may mắn rất là nhiều nha. Tại vì khi mà Vân bắt đầu Vân riff cho anh Âu, cho Minju để mà sáng tác ra, thì Vân không có hy vọng là mọi người sẽ làm ra được. Tại vì từ cái lúc mà Vân nói cho tới lúc mà ra bài á, chỉ có khoảng hơn một tuần thôi. Và Vân nhớ lúc đó là Vân đang quay Miss Venus, là buổi khuya, giờ kiểu giống như là đang mệt lắm rồi. Xong rồi Minju, anh Âu gửi cái demo qua. Mình vừa đeo tai nghe vô, mình nghe xong, ôi ơi, mình chạy như một con điên luôn. Đúng kiểu con điên chạy tưng tưng ở ngoài như thế này. Tại vì biết sao không, Vân sợ là khi mà mình riff một cái chủ đề nghe nó hơi bị cổ động phong trào á, thì nó sẽ ra một cái bài hát cũng sẽ kiểu cổ động phong trào. Bạn hiểu với tôi không? Nó sẽ không có cái gì đó mà nó catchy. Yes. Nhưng mà khi mà tôi nghe được cái bài này, Vân nghe được cái bài này, mình nói, đúng là nó rồi, đúng, chính là nó. Xong mới bắt đầu tới cái phần hình ảnh. Thì thật ra ý tưởng ban đầu Vân đưa á, thì nó là một ý tưởng hoàn toàn khác. Thật ra ban đầu nó là ý tưởng là một cô gái bị nhốt ở trong cái vương miện. Trong một cái vương miện to, xong này cô gái bị nhốt ở trong đó. Và đến cuối cùng thì cô gái kiểu mở lòng bước ra này nọ. Nhưng mà may là mình có ekip còn thâm hơn mình nữa. Huy hiểu với tôi không? Đó. Xong rồi cái ekip mới đưa cho một cái ý tưởng là bây giờ mình sẽ đi qua từng căn phòng, và mỗi căn phòng là mình sẽ tìm một cái viên ngọc. Và xong rồi cuối cùng là mình tìm ra được viên ngọc đó, thì cứ người này nói vào, người kia nói vào cái cân đó. Bạn thấy cái cân ở trong đó mà nó không cân á, thì nó có, thật ra nó có nhiều ý nghĩa lắm nha. Mỗi người sẽ hiểu một kiểu. Nhưng mà Vân là cung thiên bình. Yes. Thì cái đại diện cho cung thiên bình là cái cân, đúng không? Cái đó cũng là một cái mà là anh Sơn Hà, là project manager của Vân đưa vào. Mọi người có biết là cái mà ngậm đũa xong rồi cười không, rồi kiểu như vậy. Thì đó, mình vào cái cảnh 2 được nè, hay cảnh 3, ví dụ như những cái trang sách là những cái nó sẽ liên quan nhiều đến cái chặng tiếp theo của Vân, thì Vân cũng sẽ đưa vào để sau này khi mà những bài tiếp theo á, mọi người sẽ lật lại và mọi người sẽ hiểu là tại sao nó ở đó chẳng hạn như vậy. Thì Vân nghĩ là cái sản phẩm này nó là một cái sản phẩm mà một cái thành quả của cả một tập thể để mà mình ra được. Nhưng mà cái điều hay nhất của cái này á, là nó không phải là một cái sản phẩm mà tưởng tượng 100%, mà nó có những cái yếu tố thực tế. Yes. Cho nên là khi mà Vân chỉ cần nói vậy thôi, mọi người về tự research. Xong rồi mọi người là nhiều ý tưởng hơn Vân luôn. Thì cái đó nó là cái hay của việc mình sáng tạo nghệ thuật dựa trên những cái mà có thật. Wow. Ok không bạn? Hôm nay là mới biết được cái được chuyện ha. Là ekip của bạn là rất là tuyệt luôn á. Mình cũng mới xem có 2 lần, chưa kịp nói chuyện rõ hơn. Bây giờ là bây mới giờ khán giả phân tích thôi nha. Đúng bạn rồi. Đợi tới lúc tôi phân tích nè bạn mới chấn động. Thì đó, mà đây là một cái điều tất cả các bạn thấy là cái việc mà teamwork là việc một ekip mà phù hợp với mình và họ hiểu mình, và dĩ nhiên là ở đó họ cũng đâu đó một cái sự đó đau đớn với câu chuyện của Vân nữa, thì mọi người mới có thể nghĩ được những cái điều này. Thật ra đó cũng là một cái ý mà tôi muốn nói, Vân muốn nói về cái việc là tại sao đến bây giờ mình mới debut á. 29 tuổi mới debut, tại bình thường ca sĩ debut là 17, 18 tuổi đúng không? Nhưng mà những người mà làm chung với tôi đến thời điểm bây giờ á, đều là những người mà tôi biết từ năm tôi 21, 22 tuổi. Thì trải qua 7-8 năm như vậy, bạn hiểu không? Có nghĩa là khi mà bạn ở bên cạnh lâu quá rồi, là nhiều khi mình không cần nói ra, người ta cũng nhìn thấy cái up và người ta nhìn thấy cái down. Thì tự người ta cũng sẽ có cái cảm xúc để người ta làm hết tất cả mọi thứ. Cho nên thật ra mọi người nói là nó không có thuận lợi như người khác. Cái thời gian mình không còn nhiều, mình kiểu cũng có tuổi rồi. Nhưng mà Vân nghĩ là
nó sẽ có những cái mặt lợi chứ. Mặt lợi ở đây là những cái sản phẩm mà Vân làm ra chắc chắn là nó sẽ mang cá tính của Vân rất là lớn. Đúng, dạ, Và đồng cái ý. điều thứ hai là khán giả đã hiểu mình rồi. Ví dụ như những ca sĩ khác họ sẽ ra cái sản phẩm âm nhạc và từ đó họ cho khán giả hiểu hơn về họ. Nhưng mà đến thời điểm này thì khán giả quá hiểu Vân rồi. Và đây nó giống như là một cái cơ hội để mà Vân tự gọi là Rồi, renovate dạ. á. là mình tự thay đổi và từ đó khán giả họ cũng thấy là à chị Vân giống như là Vân đi từ một bạn người mẫu xong rồi có những cái danh hiệu xong bạn từ từ bạn làm MC các kiểu thì bây giờ bạn bạn làm cái bạn mong muốn, mình thích cái này có thể mình không theo đuổi nó chuyên nghiệp nhưng ít ra mình thích thì mình hãy theo đuổi nó đi tại vì ai cũng chỉ sống một lần thôi. Thì cái đó là điều mà Vân mong muốn mang tới cho mọi người. Nhưng mà không biết sao, tại vì cũng nói với tất cả quý vị là không phải là bởi vì Huy biết Vân từ lâu cho nên là Huy nói cái điều này. Với việc mà Vân có chia sẻ, Vân có bật mí và ngay cả trong cái MV đầu tiên này mình thấy cái đoạn phía sau là mọi người thấy là chắc chắn là bạn này sẽ có thêm một cái MV, một cái sản phẩm âm nhạc nữa. Và trong buổi họp báo là còn công bố là có một cái dự án, còn rất là nhiều bài trong đó. Với nhiều người họ sẽ nói ra nói vào về cái chuyện là Vân có thành công hay không, nhưng mà với Huy thì Huy rất là tin, tại vì cái nghị lực của Vân trong khoảng thời gian vừa qua là Huy đã chứng kiến rất là rõ. Là tôi tin là bạn sẽ làm được cái điều bạn Thôi mong bạn muốn. đừng có tin. Trời Không, ơi, bạn tin đó tôi đó đâu bước qua đó đâu. đó là điều mà tại vì là Huy đang rất là tin và Nghị lực muốn là tôi có thừa nhưng đó. mà tiền thì tôi thiếu các bạn. Không có tiền sao làm Không, nhưng MV. mà Cho từ nên mọi từ người book show đi đúng hát thì rồi để có tiền thì chắc chắn là sau cái MV đầu tiên là mọi người đã bắt đầu quan tâm tới ca MV. sĩ Thúy Vân rồi. Nhưng mà sẵn tiện lúc mà Huy hỏi để dần dần khép lại cánh cửa đỏ này á, thì mọi người rất là quan tâm là trong những tháng tiếp theo thì Vân sẽ có điều gì thú vị và sẽ bùng nổ với danh xưng là ca sĩ Thúy Vân đây, gửi đến cho tất cả quý vị. Tôi không biết luôn á bạn. Cái bài mà đoạn sau đó trong cái MV đầu tiên gì nào ra. Ý là mình kiểu mình nói trước mình bước hôm qua. Ví dụ như là cái việc tôi làm trái tim yêu thương nè. Là bạn thấy tôi nằm vùng Thiệt luôn. im. Xong rồi tôi tung một cái teaser mở, ra một cái là mấy ngày sau là tôi ra MV luôn. Là mọi người đỡ không kịp, hiểu không? Hiểu. Cái đó đó là chiến lược của tôi. Nên bây giờ À. mà tôi nói là mọi người biết hết là mọi người sẽ đỡ được. Nên là cái này là Xin giữ lại. đợi tới khi nào nó ra thì nó sẽ Dạ. ra, không? Bây giờ nếu mà không nói về MV ca nhạc, về việc ca hát thì còn những cái dự án khác của Vân thì như thế nào? Chắc có lẽ là một cái mà để cho Vân Vân luôn luôn rất là tự hào để nói về đó là Inspire by She. Yes. Thì năm nay Inspire by She cũng sẽ cố gắng làm được nhiều thứ hơn, có những cái điều thiết thực hơn, ví dụ như là trao nhiều học bổng hơn nè, tổ chức nhiều cái workshop hơn. Thì hy vọng là từ giờ đến cuối năm mình có thể đi ra ngoài thành phố Hồ Chí Minh, tại vì còn rất là nhiều bạn ở những tỉnh À, thành khác. đồng ý. Thì các bạn cũng đang mong muốn là tìm đến Inspire by She. Ngoài ra thì với bài Trái tim yêu thương này thì cũng đã có một số nơi kiểu book book mình đi hát rồi. À. Thì hy vọng là mọi người sẽ chờ mong những cái gọi là live stage. Trong đó có những đơn vị rất là đặc biệt. Cái này bật mí thôi là kiểu giống như là những cái nơi mà tôi từng học á, cựu học sinh đồ này nọ, nhưng mà bây giờ kiểu mọi thứ cũng chưa chốt cho nên là khi nào mà chốt thì sẽ thông báo đến mọi người. Nhưng thật ra cái đó nó là một cái mà mình cảm thấy rất là vui tại vì những cái người biết mình từ lúc trước và đó chính là những cái khán giả khó tính nhất mà mình phải chinh phục đó. Thì những cái lời mời đó nó cũng làm cho mình cảm thấy rất là hạnh phúc tại vì mới chỉ mỗi một sản phẩm đầu tiên mà chuyên nghiệp nghiêm túc thôi nhưng mà họ đã có cái niềm tin đối với mình rồi. Thì nó là một cái động lực rất là lớn của tôi. À, chúc mừng cho Thúy Vân nha với những điều vừa rồi. Và bây giờ để khép lại cánh cửa đỏ, như thông lệ thôi, tất cả những vị hành khách phải có một món quà dành tặng cho tất cả quý vị khán giả. Thì tôi nghĩ rằng là bây giờ ca sĩ Thúy Vân thì mình hát một đoạn trong Trái tim yêu thương dành tặng cho mọi người là hợp lý rồi đó. Rồi bây giờ muốn quà phải không? Đúng. Thôi, bài Trái tim yêu thương thì nó là nhạc dance cho nên là nếu mà mình hát chay thì nó cũng hơi kỳ kỳ đúng không? Mà thôi Ok. bạn có nghe hai cái câu trong MV cuối cùng của tôi giờ, Có rồi. mọi người là đang đồn đúng không? Đúng. Giờ tại bạn thân với tôi tặng bạn thêm hai câu Rồi, nữa. ok. Tuyệt Ok. Sợ oét quá nè, nãy giờ nói quá trời luôn á. Người như tôi thì ai nhớ thương. Người như tôi thì ai vẫn vương mong chờ. Rồi sắp Ok. hát nữa rồi đó, bạn ngưng, bạn không ngưng tôi là tôi hát Thôi được rồi, nữa. hát 4 câu mà rất là quý nha, tại vì nãy Vân nói là tại vì là đặc biệt cho nên Vân mới hát luôn cả 4 câu để dành tặng cho Huy và MyBus Your Show. Tôi chắc là tất cả các bạn khán giả theo dõi chương trình đang rất là hóng
chờ sản phẩm tiếp theo của Thúy Vân. Ủa, hay nói sản phẩm tiếp theo. Ok. Thôi, ủa, alo. Chúng ta sẽ cùng khép lại cánh cửa đỏ tại đây các bạn nha. Và đừng đâu hết, Vân Huy sẽ quay trở lại cùng với cửa đen, cùng với Thúy Vân. Và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với My Bus Your Show. Và đây là cánh cửa đen. Và như thường lệ các bạn cũng đã biết, với cánh cửa đen đây sẽ là nơi mà các vị khách mời của chúng ta sẽ được đọc những tagline có phần trái chiều, có phần hơi drama về chính bản thân của vị khách mời này. Nhưng thật sự là mục đích của cánh cửa đen này, khi mà Huy biết format Huy tạo nên, thì Huy cũng không phải là muốn để tạo drama, mà Huy chỉ mong muốn nó sẽ là một cái nơi để các nghệ sĩ có cơ hội để trải lòng và nói chuyện với tất cả các bạn anti fan hoặc là những bạn mà chưa hiểu đúng về bản thân của mình thôi. Bạn yên tâm, với những tagline này thì tôi đã nghiên cứu rất là kỹ ở tất cả những cái nền tảng khác nhau. Và nhiệm vụ của Vân là sẽ lột từng tagline một để... Tôi lột luôn hả? Ừ, không, bạn chọn đi, tôi lột cho nó lên. Móng tay hơi dài. Không, rồi, bạn chọn đi, 1, 2, 3, cái nào trước? Rồi, khó nhất nên làm đầu tiên cái dài nhất. Cái dài nhất phải không? Hashtag, mời Khánh Vân Vũ Thu Vương chỉ vì mục đích cà khịa. Ủa, tôi lột luôn rồi. Đây là một tagline mà Huy nhận thấy rất là nhiều trên các cái nền tảng mạng xã hội. Khi mà MV của Vân được lên sóng thì các bạn nói rằng là cô này cũ thích cà khịa một cuộc thi, và cô đã quyết định là phải mời cho bằng được Khánh Vân và Vũ Thu Phương. Mà Huy còn thấy các bạn còn tranh luận với nhau là cái việc mà Thúy Vân mời được cả Khánh Vân và Vũ Thu Phương là cả một câu chuyện rất là đặc biệt nhờ. Có thể mời được hai người này tham gia MV của mình. Và còn có một việc nữa Huy thấy các bạn rất quan tâm Vân, đó là các bạn nói có một điều rất lạ là trong cái buổi họp báo của Vân thì Khánh Vân lại không xuất hiện. Chị Vũ Thu Phương thì mọi người biết là đang quay The Face. Vậy thì lý do là ở đâu? Nó có câu chuyện gì drama ở đây hay không? Là tôi rất là tìm hiểu kỹ luôn, tôi tập hợp tất cả những cái tagline đó để tôi đọc vào đây để tôi cho bạn. Bạn là tập hợp thiếu, bạn là tập hợp là cái post sau khi mà xong lên là Khánh Vân share lại MV rồi, mà Khánh Vân nói gì đúng không? Đó. Điều đó nó để chứng minh là không có một cái thuyết âm mưu gì ở đây hết. Đơn giản là hôm đó Khánh Vân có một vấn đề về sức khỏe thì Khánh Vân không có đi được, cho nên là Khánh Vân cũng đã có gửi gọi là hai bạn trong team của Khánh Vân tới để chúc mừng cho Vân. Đó, thì cái đó là cái ý đó nha. Và hôm qua thì cũng đã lên cái clip ở trên Facebook về cái việc là Vân kiểu tìm đủ mọi cách để mời trăm muôn ngàn kế, mời Khánh Vân. Thì thật ra Vân nghĩ là bất kỳ một cái lời giải thích nào nó sẽ không có quan trọng bằng cái việc là mắt thấy tai nghe. Thì qua những cái thước phim đó thì mọi người cũng đã thấy được là cái quá trình mà hai chị em lên ý tưởng và làm cái MV này như thế nào. Đó, thì thật ra là Vân nghĩ là như vậy nè, cái MV Trái Tim Yêu Thương của Vân á, cái điều mà Vân tự hào nhất về cái MV này á là Vân hướng tới điều tích cực. Và những cái chi tiết gì mà Vân đang mang vào cái MV đó là những chi tiết mà Vân đã trải qua, hoặc là nó thuộc về cái gọi là chi tiết cá nhân của Vân. Vân lấy ví dụ số báo danh đi chẳng hạn, đúng không? Trong teaser là có số báo danh, thì nó cũng là số báo danh của mình. Có nghĩa là cái điều mà Vân luôn luôn cố gắng làm đó chính là gì? Mình không có công kích cá nhân một ai hết. Thì câu chuyện ở đây là Vân nghĩ là, thật ra không phải là Vân nghĩ, nhưng mà ngay từ đầu mọi người cũng đã thấy được là những cái gì mà Vân cố gắng làm. Thì đó là lý do vì sao mà mọi người lại ủng hộ Vân như vậy. Và trong đó là có chị Phương và cả Khánh Vân. Thì thật ra mọi người nghĩ là để thuyết phục chị Phương với lại Khánh Vân hay là cả bé Thụy nữa là một cái điều khó. Nhưng mà Vân cũng thấy là nó rất dễ luôn. Kiểu gọi điện rất là mọi người kiểu support Vân liền. Chắc có lẽ là mọi người có niềm tin vào Vân. Tại vì thật ra nếu như mà mọi người mới biết Vân ở đây khoảng kiểu một vài chương trình hay là này nọ thì có thể mọi người chưa hiểu rõ. Nhưng nếu như mà mọi người biết Vân cả suốt một cái chặng đường dài thì thứ nhất là mình không bao giờ mình cố tình tạo drama. Thứ hai là đôi khi mà drama tới mình còn không giải thích nữa. Thì thật ra đến cuối cùng bây giờ cái việc mà Vân ra cái Trái Tim Yêu Thương, cái mục đích của nó là gì? Tất nhiên mục đích đầu tiên là cái thông điệp mà mình nói rất là xuyên suốt, đó chính là để
để một bài hát về nữ quyền mà để truyền cảm hứng cho các bạn nữ là được trở thành bất kỳ ai mà các bạn mong muốn và không phải theo một cái quy chuẩn nào của xã hội. Và những cái ở trong đó mình làm cũng rất là hài hước, ví dụ như là vào những cái phòng mà những cái đôi giày quá chật, hay là những cái corset, hay là những cái bài học về thanh lịch nó khá là buồn cười ấy. Thì tất cả mọi thứ mình luôn muốn nó gọi là trào phúng hóa nó, trào phúng hóa nó, chứ mình không muốn một cái gì đó mà nó mang cái năng lượng nó không tích cực. Và cái điều tiếp theo á là trái tim yêu thương đó là tiếng nói của Vân, nói với mọi người về thế giới nội tâm của Vân. Thật ra là cái cô Thúy Vân ở trong đó trải qua những cái cảm xúc như thế nào á, thì đó cũng là cảm xúc thật của Vân. Còn thật ra cái việc mà có cà khịa hay không á, Vân nghĩ cái đó là cái vui của cái sản phẩm nghệ thuật á. Có nghĩa là tùy vào cái tâm thế mà mọi người đón nhận cái sản phẩm này, mọi người sẽ thấy như thế nào. Nếu như một người chưa bao giờ biết bất kỳ một cái nào về Thúy Vân, thì họ xem cái này họ thấy, à, đây là một bài hát kiểu giống như là để cho phái nữ bước qua những quy chuẩn kiểu chẳng hạn. Đó, còn nếu như mà mọi người đã biết những thông tin hay là biết này nọ, thì họ sẽ xem cho một cái tâm thế là kiểu, ồ, đã quá, cuối cùng mình cũng thấy được cái này rồi. Thì Vân nghĩ là cứ để cho mọi người có cái niềm vui đó thôi, chứ mình kiểu mình khẳng định hay là mình phủ nhận thì nó cũng không nên á. Vân là một người được mọi người biết đến với việc truyền cảm hứng rất tốt. Nhưng khi Vân ra MV này, nó tạo ra một cái sự tranh luận rất là lớn của những bạn fan của Thúy Vân và những bạn fan của những người khác và của một những cái cuộc thi nào đó nữa, khiến cho mọi người lời qua tiếng lại với nhau. Fan của người khác là ai? Có nghĩa Bạn là fan của quên cuộc thi. Song Vân Mãi Đỉnh hả? Đúng rồi, Song Vân Mãi Đỉnh, nhưng mà ý tôi đang nói là có những cái nhân vật được mọi người xuất hiện, được nói đến trong cuộc thi đó. Thì mọi người cũng nói ra nói vào với cái chuyện bạn ra MV như thế này, thì Vân có nghĩ rằng là khi mình ra MV như thế này, nó lại tạo ra một cái luồng dư luận nó không có được gọi là tích cực trên không gian mạng xã hội, thì nó lại ảnh hưởng một chút xíu gì đó với cái hành trình, với cái sứ mệnh mà Vân đang đi hay không? Nó sẽ có hai giai đoạn ha. Quan điểm của Vân trước kia và quan điểm của Vân bây giờ. Quan điểm của Vân trước kia đó chính là tất cả mọi thứ im qua đi qua mình cứ im lặng rồi mình tập trung vào cái việc mình làm, tại vì mình nghĩ là cái điều mà mình làm nó sẽ quan trọng hơn. Quan điểm của Vân bây giờ thì nó gần giống như vậy, nhưng nó không hoàn toàn là im lặng, mà quan điểm của Vân bây giờ là một cái điều gì đến với mình mà mình cảm thấy nó chưa đúng thì mình phải có cái tiếng nói của mình. Nhưng cái điều quan trọng nhất là mình thể hiện cái tiếng nói đó làm sao cho nó tích cực. Người ta tổn thương mình xong rồi mình sẽ làm cái gì tổn thương lại để gọi là ăn miếng trả miếng, thì tôi không có làm điều đó. Nhưng mà khi mà một cái điều gì đó nó không tích cực nó đến với mình á, thì ít nhất mình phải bằng một cách nào đó mình lên tiếng. Vì sao? Vì khi mà mình lên tiếng thì mình mới không tạo tiền lệ để những điều tiếp theo nó xảy ra. Tôi lấy ví dụ, thật ra trong cái quá trình làm nghề của tôi á, tôi cũng rất là nhiều lần tôi bị giống như kiểu là hợp đồng xong rồi kiểu bị quỵt cách xê. Tôi nghĩ là bạn bạn bị rất là nhiều luôn đúng không? Tôi nghĩ nghề trong mình bị quỵt rất là nhiều. Lúc mà mình còn trẻ thì mình sẽ theo kiểu là thôi kệ đi, tại vì mình sợ mình đăng lên rồi kiểu nhãn hàng sẽ không làm việc với mình, hay là mình sẽ kiểu bị mang tiếng là kiểu ghê gớm hay là kiểu này nọ. Nhưng mà bây giờ thì tôi lại nghĩ khác nha. Tại vì thật ra cái điều quan trọng nhất để mình sống trong cuộc sống này là gì? Đầu tiên là mình phải văn minh. Thứ hai là phải tôn trọng pháp luật. Vậy thì á, khi mà họ làm một cái điều, cái này tôi đang nói đến cái việc mà quỵt hợp đồng ha, thì họ đang làm cái điều đó là rõ ràng họ đang sai với mình về cả mặt đạo đức và về mặt pháp luật luôn. Mà nếu như mình không lên tiếng thì có nghĩa là mình đang tiếp tay cho họ để họ đi làm điều đó với những người khác nữa, đúng không? Cái điều đó không chỉ là cái điều mà Vân làm cho Vân, mà nó còn là một cái việc để cho mọi người thấy được là à, mình nên có cái tiếng nói riêng của mình và cái cách thể hiện của mình làm sao để mà nó văn minh nhất và nó tốt nhất. Tại vì thật ra cuối cùng câu chuyện của cái MV này đó là câu chuyện của Vân. Và Vân nghĩ là câu chuyện của Vân thì Vân nên là cái người kể nó tốt nhất, chứ không phải là kể qua một bên thứ ba nào hết. Ok, với tagline thứ hai, Ok. Vân sẽ chọn tagline nào? Cái đầu đi, đầu xuôi đuôi lọt Cái đầu ha. đi. Thông minh quá nên khó hạnh phúc hả? Cái này tôi không buồn giải thích luôn á, tại tôi đang hạnh phúc mà. Nhưng mà thật sự ra thì
cái tagline này là Huy đã thấy từ từ rất lâu á. Ừ. Cái cô bạn này có thông minh như vậy á, thì liệu rằng thực sự ra cô có đang phải gồng quá cho cuộc sống của mình hay không? Ừ. Và điều đó có khiến cho cô hạnh phúc hay không? Ừ. Hay những gì mà cô thể hiện trên những cái điều mà cô xuất hiện trên công chúng, nó là một cái Giờ sự... bạn trả lời đi, bạn là bạn tôi, bạn trả lời đi, bạn có thấy tôi gồng không? Thực sự ra thì Huy khi theo dõi Vân trong cuộc thi, Huy thấy rằng có rất nhiều chỗ rất là thương bạn. Tại vì tôi thấy rằng là bạn có gồng. Nhưng ở ngoài, ngay lúc này nói chuyện với bạn thì tôi không thấy điều đó. Có thể bây giờ đây bạn đã hạnh phúc rồi, nhưng rõ ràng là trước đây cũng sẽ có những cái giai đoạn Vân gồng quá, Vân thông minh quá bởi vì thể hiện cái điều đó hơn người. Người ta thường hay nói là giống như Thúy Vân, Thúy Kiều ngày xưa, ai mà càng đẹp thì hạnh phúc sẽ khó đến với lại hai mấy cái cô này lắm. Thì với Vân như thế nào? Không, tôi không nghĩ thông minh quá nên khó hạnh phúc đâu. Tại vì đầu tiên á là tất cả những cái Vân làm từ xưa đến bây giờ là Vân nghĩ Vân đang đúng, cho nên Vân mới làm điều đó. Thì khi mà mình đang là chính mình á, có thể ví dụ như mọi người nói là à bất kỳ một cái điều gì đó mà bất mãn xảy ra với họ là họ sẽ phải, này tôi xin lỗi nha, nhưng mà tôi xin quote lại của các bạn fan nè. Ví dụ như các bạn nói giờ chuyện gì cũ thì tôi nói cho nó mới. Hoặc là tôi nói là bây giờ hả, con của chị Vân mà có lên cấp 2, cấp 3 tôi vẫn nói. Bạn hiểu không? Hiểu. Có nghĩa là đó là cái cách mà mỗi người sẽ phản ứng trong cuộc sống. Vậy thì đối với Vân á, giống như Vân nói với Huy lúc nãy, Vân lúc trước là như thế nào? Vân lựa chọn là à thôi, chuyện đó nó xảy ra với mình hả? Mà thôi kệ. Tại biết sao không? Vân nghĩ như thế này nè. Cái này là đang nói Vân lúc trước ha. Vân nghĩ là nếu như mà mình dừng lại và mình giải quyết cái việc này thì tự nhiên mình đang bị mất năng lượng vô cái việc này. Mà đáng lẽ cái năng lượng của việc này nè, mình có thể làm cái điều tiếp theo đúng không? Thì mình coi như ờ thôi chuyện xui nó xảy ra với mình vậy đi. Thì thật ra đến bây giờ Vân vẫn rất là trân trọng vì Vân đã có cái mindset như vậy. Tại vì nó giúp cho mình đầu tiên là mình rất là thoải mái đầu óc. Bạn thấy lúc nào tôi cũng rất là vui, rất là tưng tưng kiểu vậy. Tại vì thật ra tôi là một người rất là nhanh quên và tôi kiểu rất là thoải mái đầu óc luôn. Và ngay cả cái câu chuyện trái tim yêu thương này á, tôi nói thiệt với bạn là tôi cũng không phải là tôi làm tại vì là kiểu tôi muốn hướng tới một ai hết. Mà cái câu chuyện là tôi muốn làm thôi, tôi muốn kể cái câu chuyện của tôi thôi. Câu chuyện của tôi nó như vậy nè, thì vô tình là những cái chi tiết ở trong câu chuyện của tôi thì nó liên quan đến một chi tiết nào đó, thì các bạn kiểu raise lên về cái vấn đề đó. Nhưng thật ra đến cuối cùng trái tim yêu thương nó vẫn là câu chuyện của Thúy Vân. Vân đang làm câu chuyện của Vân, chứ Vân không có một cái mục đích Vân làm để giống như là, nó thẳng ra là không phải làm để đả cái nư. Tại vì thật ra đây là một cái con đường mới mà Vân sẽ đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp, và để có được một cái con đường nó tốt á thì chắc chắn là tôi không phải ra một bài, đúng không? Mà mình sẽ phải có cái quá trình mình rèn luyện, mình có cái quá trình làm sao để mình thử mình với nhiều cái dòng nhạc khác nhau, cũng như là làm mọi thứ nó nghiêm túc hơn. Thì đây sẽ là câu chuyện đầu tiên, nhưng nó không phải là câu chuyện duy nhất. Nó sẽ còn rất là nhiều câu chuyện nữa. Còn cái việc mà nói là thông minh quá nên khó hạnh phúc á, những cái gì mà Vân đang có ở thời điểm hiện tại á, bản thân nó cũng đã đủ để mà phản bác lại cái câu này. Tại vì thật ra cái điều quan trọng nhất á, là khi mà mình làm một cái điều gì trong cuộc sống á, chắc chắn sẽ có những cái sự đánh giá hay là những cái lời bình luận. Nhưng Vân nghĩ cái điều quan trọng nhất là gì? Bản thân mình thấy vui, bản thân mình đang là chính mình. Và Vân nói thiệt với Huy luôn á là Vân chưa bao giờ nghĩ Vân thông minh. Mà nghĩ Vân là một cái con bé mà tồ ơi là tồ. Mà chắc nói ra không ai tin. Đó thì đúng. Nhưng rồi mà tôi... Ê, sẽ có nhiều bạn không tin đó. Tôi thấy tôi kiểu cứ tồ tồ tạch tạch sao á. Bạn hiểu không? Có nghĩa là nếu như mà nói những cái mà theo kiểu gọi là sách vở, hay là những cái mà gọi là triết lý rồi tư duy này nọ thì tôi có thể nói nha. Nhưng mà những cái mà bình thường gọi là thường thức đời sống á, giống như hồi nãy tôi lên tôi livestream á, mấy bạn nói gì tôi không hiểu luôn á. Ý là mấy bạn nói những cái mà kiểu ngôn ngữ mới hay là này nọ. Cho nên thật ra nếu như á mà mọi người có con rồi á, mọi người có con rồi nhé, tới lúc tôi có con tôi mới phát hiện ra, bạn biết không? Tại vì thường người ta nói thông minh là thông minh về suy nghĩ rồi này nọ là thông minh đúng không? Nhưng mà không, thật ra có rất nhiều loại thông minh khác nhau. Đồng ý. Thông minh về thể chất, rồi thông minh về âm nhạc, rồi thông minh về cảm thụ, rồi ăn lúc nào cũng thấy ngon thì nhiều khi cũng là một loại thông minh. Đó,
Thì thật ra nếu mà nói kiểu thông minh quá nên có hạnh phúc thì tôi nghĩ không phải đâu. Cái điều quan trọng nhất vẫn là bản thân mình như thế nào, mình chấp nhận bản thân mình. Và khi mà mình chấp nhận bản thân mình á, thì có thể mình sẽ đi một cái con đường dài hơn. Nhưng mà cuối cùng mình vẫn đang sống cái cuộc đời mà mình mong muốn. Thì khi mà mình được sống cuộc đời mình mong muốn thì chắc chắn mình sẽ hạnh phúc thôi. Ok, Vân hạnh phúc ngay lúc này. Cảm ơn Vân. Trả lời cuối cùng nha. Rồi, ok. Trả lời cuối cùng. Giọng hát quá thường, đam mê thôi chưa đủ. Cái này là Huy thấy có nhiều bạn nói, tôi thì tôi vẫn tin là bạn sẽ có thể đi được con đường của bạn. Nhưng mà bởi vì đây là cái dòng mà cửa đen, thành ra là những cái điều trái chiều thì mình phải để vào để nghe chính chủ kết nối với các bạn, nói cho các bạn điều gì. Huy nói luôn rồi cho nên là Vân khỏi nói nữa. Đùa. Nhưng mà thật ra là đối với Vân á, lúc nãy Vân cũng đã nói rồi á, giống như kiểu Vân đang là một người đầu bếp ha. Thì đây là cái món Vân dọn ra này. Thì sẽ có người thích, sẽ có người không thích. Mà nó chỉ là đang nói câu chuyện món ăn nha. Vậy thì bây giờ âm nhạc nó cũng sẽ là một món ăn tinh thần. Thì chắc chắn cũng sẽ có người thích và có người chưa thích. Thì với Vân á, mỗi người đầu bếp sẽ có cách khác nhau ha. Đối với Vân á, thì cái điều đầu tiên mà Vân muốn làm đó chính là Vân tiếp tục Vân trân quý và cống hiến cho những người thích mình, thích cái món mình làm nè. Còn những người chưa thích thì mình cứ cố gắng hết sức thôi. Biết đâu một ngày đó, một ngày nào đó thì người ta chán món này, người ta thèm món khác chẳng hạn, hoặc là người ta cảm thấy là cũng nhiều người thích món này, hay là mình ăn thử đi chẳng hạn. Thật ra nãy giờ mình nói nhiều, mình cứ phải quay lại câu chuyện là đây là cái con đường Vân muốn. Và khi mà mình muốn thì mình sẽ dồn toàn tâm toàn ý để mình làm cái việc đó. Thì Vân nghĩ là cái điều quan trọng nhất là mình lúc nào mình cũng cố gắng. Tại vì khi mà mình cố gắng thì chắc chắn là ngày mai mình sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Tại vì thật ra bây giờ MV này có chỉnh chu hay không? Có. Đó. Bạn xem bạn thấy tôi cố gắng Đồng hết ý, sức đúng đồng không? ý. Tôi cố gắng. Thì cái quan trọng nhất là đây không phải là một cái sản phẩm kiểu làm cho có, mà tôi đã dùng hết toàn tâm toàn ý của tôi để làm cái này. Và thật sự là trong cái quá trình mà sản xuất ra cái MV này thì nó có rất nhiều những khó khăn. Nói thiệt với Huy luôn là hôm họp báo á, là tối hôm đó Vân còn tưởng là không có file để chiếu họp báo luôn. Thì cái câu chuyện ở đây á, là qua những cái khó khăn như vậy á, nhưng mà mình nhìn lại mình thấy là mình cố gắng hết sức rồi, và nếu như lần tiếp theo mình làm thì mình sẽ tốt hơn. Và mình cứ phải cho bản thân của mình tiếp tục, mình tiếp tục mình cố gắng. Cho nên là những cái điều mà mọi người nói là Vân chưa tốt á, thì Vân nhìn thấy chứ. Và khi mà mình nhìn thấy được điều đó, mình rất là trân trọng để cho mình có thể cố gắng và cố gắng hơn nữa. Tại vì đối với Vân á, cái điều quan trọng nhất là mỗi ngày mình trưởng thành hơn và mình đang là cái phiên bản tốt hơn của mình mỗi ngày. Đây chính là ba tagline mà chương trình đã gửi đến cho Thúy Vân. Huy cũng đã cố gắng hết sức để đem đến những cái ý kiến của các bạn khán giả, những bạn quan tâm đến Vân. Và nhiệm vụ của Huy thì cũng đã hoàn thành. Và cũng mong rằng là với những cái điều này thì chắc là Vân cũng sẽ có được cái cơ hội chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng khép lại cánh cửa đen. Còn một chuyện nữa thôi là mình sẽ bước xuống xe. Chào các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với My Bus Your Show và phần cuối cùng đó chính là cuộc gọi thần thánh. Nghe là thấy là hơi căng căng rồi Không, đó. nhưng mà với phiên bản của My Bus Your Show, tôi không có yêu cầu bạn phải gọi điện để troll một ai đó, Không. mà tôi chỉ mong bạn gọi điện thoại để có thể có một lời cảm ơn hoặc là một lời chúc đến với một ai đó. Tại vì tôi muốn là khép lại cái cửa đen và bước xuống xe là một cái điều tích cực gửi đến cho mọi người. Chứ tôi không muốn là troll đem tiếng cười mà nó cũng rất là kỳ. Sao nhìn dữ vậy? Cái này dễ mà. Cái này khó gì đâu. Đúng không? Một cuộc điện thoại rất đơn giản. Tôi gọi con tôi mà con tôi chưa biết nói. Bạn thấy vậy ghê á. Bạn lựa chọn cái gì mà Ơi. Trời ơi, hy vọng đừng bắt máy thiệt alo á. alo Chồng ơi, gì vợ nè,
Em đang quay rồi. Đây là thử thách của chương trình. Phải gọi về cho chồng. Chồng có nhưng gì muốn? Gọi anh cười mà như là khóc. Đâu đâu có khóc đâu. Bị mất điện thoại hay là mất bóp tiền hay là bị mất cái gì? Không có gì. Anh có gì muốn nói với em không? Không. Bây giờ là thử thách của chương trình đó là em phải gọi về để à, mà anh có gì nói với em không? Không, tự nhiên gọi điện cho anh thì em cứ nói đi. Để em phải nói đi, mà anh nói. Ý là à, vợ muốn gửi một lời cảm ơn đến chồng vì chồng đã ở bên cạnh vợ thời gian qua, ủng hộ cho giấc mơ của vợ và có niềm tin vào vợ và ở bên cạnh vợ. Thì đó là vậy đó. Thử thách này nó hơi xến. nhưng mà ý là anh có nói gì lại với em không? Nói gì lại nghe, anh mới nói xong. Không, ý là anh phải nói cái gì thấm thiết ân tình với em chứ. Thôi. Thôi anh dạ bộ anh nói gì đi, anh nói gì đi. Nói chúc em phòng lỡ tốt đẹp. Bạn nói chưa, bạn nghe chưa? Đó anh giật là Huy nó hết chương trình luôn rồi. Phỏng vấn xong rồi. Thôi giờ nghiêm túc nè, ý là vợ rất là cảm ơn chồng vì đã gọi là ủng hộ cho tất cả những cái điều mà vợ muốn, ủng hộ cho giấc mơ của vợ và luôn luôn ở bên cạnh vợ, làm chỗ dựa điểm tựa tinh thần cho vợ. Nhờ có chồng mà vợ cảm thấy là vợ mạnh mẽ hơn và được thực hiện ước mơ của mình, được trở thành người mà vợ mong muốn, và rất là cảm ơn chồng rất là nhiều. Alo, nghe không? Có máy rồi hả? Alo. Nghe rồi. Nếu mà anh phải nói gì với em đi chứ. Nói gì nữa? Thì ý là kiểu anh nói là anh kiểu là hả, anh sẽ luôn luôn ủng hộ cho giấc mơ của em, kiểu vậy, về cổ động phong trào lên. Đấy là kiếm người nào giả giọng anh mà nói. Cái này lên sóng đó. Thôi, lát tụi em về nha, mấy bà chồng. Cơ hội cuối cần có nói gì không? Chả biết nói gì vậy? Thôi, không người, ép. Người, người đàn ông của hành động. Dạ yeah. Rồi, thôi nha chồng, mấy bà chồng nha. Dạ, ok, vỗ tay. Cảm ơn Thúy Vân. Không biết là các bạn có để ý hay không nha. Thúy Vân bình thường khi mà nói chuyện thì rất là rõ ràng, cảm xúc rất là mạch lạc nha. Xong mà khi mà nói chuyện với là ông xã nãy giờ là thấy là rất là nhõng nhẽo là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là câu cuối nó cũng lủng củng, mọi người nó cứ đi tới đi lui kiểu như là cảm xúc rất là lớn. Và Huy nhớ là có rất là nhiều những cái hình ảnh mọi người cũng chia sẻ là hai vợ chồng rất là ngọt ngào mỗi lần mà Vân đi làm một công việc gì đó, thì đây là một cái điều cũng rất là vui cho bạn của mình. Và như vậy là Vân đã bước xuống được chuyến xe của mình rồi đó. Ok, mọi thứ đó bạn ra. Khoan, nhưng mà bây giờ phải nói một lời cuối, gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả để bước xuống chuyến xe của My Bus Your Show. Này là mới chuyến xe ở đây thôi, còn biết là bước xuống chuyến xe ở nhà như thế nào. Nhưng mà thật ra là hôm nay Vân rất là vui, tại vì cảm ơn Huy và cảm ơn tất cả khán giả đã cho Vân một cái khoảng thời gian để mà Vân được chia sẻ về cái con đường đã qua cũng như là những cái hành trình sắp tới của Vân. Thật sự thì Vân nghĩ là cái điều mà may mắn nhất của một người làm nghệ thuật á là khi mà khán giả hiểu
và thương mình và luôn luôn ủng hộ mình trên những cái con đường mà mình đi. Thì Vân may mắn Vân có được điều đó, có thể là không quá nhiều, nhưng mà có những bạn theo Vân từ những cái lúc mà Vân bé tí, xong rồi có những bạn khi mà Vân debut là em theo dõi chị từ Hoa Khôi Áo Dài, hoặc là chị là người rất là ảnh hưởng đến em, rồi những cái lời như vậy nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó là một cái sự kết nối của hai người xa lạ với nhau mà lại tìm thấy được một cái sự tương đồng như vậy, thì thật sự là nó quý hơn bất kỳ một cái giá trị nào. Tại vì mình thấy là cái sự đồng điệu nó ở đó, và đó là cái động lực để cho mình cố gắng hơn trong cái khoảng thời gian tiếp theo. Thì Vân cũng rất rất là cảm ơn khán giả, và đây sẽ giống như là một cái lời hứa của Thúy Vân, là khi Thúy Vân đã đi trên cái con đường này, nó không chỉ riêng là con đường ca hát đâu, mà nó là cái con đường lựa chọn cống hiến cho tất cả mọi người, cho khán giả. Thì Vân sẽ luôn luôn cố gắng, Vân sẽ luôn luôn nỗ lực, vì Vân biết là mọi người tin vào Vân, và Vân cũng sẽ tin vào Vân để mà Vân thực hiện được tất cả những gì mà mọi người đang mong muốn và kỳ vọng ở Vân. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rất là tuyệt vời, cảm ơn Thúy Vân. Một lần nữa thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi những điều tuyệt vời ở phía trước trên con đường đầy đam mê đó mà Thúy Vân đang đi, và cũng sẽ truyền cảm hứng đến với tất cả các bạn. Còn bây giờ thì thời lượng của My Bus Your Show cũng đã hết, chúng ta đến với trạm dừng chân rồi. Con Huy xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi, và cũng đừng quên theo dõi chương trình tại các nền tảng của báo Thanh Niên cũng như là kênh YouTube iHay TV. Còn bây giờ thì Quang Huy và Thúy Vân xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.